Đây, măng xèo, uống nước không, cuốn lưới rau, đây, nước mắm, cái này, đá, đá đây, cái này có măng tán hả thầy? Bây giờ mình cuốn rau với măng xèo, xà lách nè. Mình cuốn vô đấy, giòn cũng thấy giòn à. Đây rau đây cuốn rồi. Chấm nước mắm này thấy không? Đã chưa? Được không? Đây, bây giờ bỏ rau xong rồi bắt đầu mình cuốn. Mình cuốn nước mắm. Thấy ngon không? Rau quá trời rau thấy không? Thấy đã. Ngon lắm. Bánh xèo đang giòn nè. Đây mua một đống rồi ngồi không ăn ăn chơi đây không có gì làm nữa. Ngồi coi cà phê học hỏi ăn người ta coi đá băng ăn ở đây coi học hỏi đâu thơm không anh được chín à cầm muốn đóng cái tay coi à tay hay không à. Đầu tiên nè còn tái tái gì đây tái này không tái dương á mượn đây mình ăn gà khoai tây à tái đây không tái gì cũng được nè tôm mà cuốn cái chả à tôm cuốn chả ngon không cái tôm à ăn tôm à ăn tôm à cuốn à. Được không làm ăn thôi thở cái này xúc gà món bì á tức là chấm vô cảm ơn luôn nó giỏi chưa.